lão nông chế tạo ngựa sắt Diễu Phố. Với niềm đam mê cơ khí của mình, ông Trần Trọng Đức ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa đã chế tạo thành công một con ngựa sắt có 102 làm phương tiện Diễu Phố, gây thích thú cho nhiều người. Theo chia sẻ của ông Trần Trọng Đức, chủ nhân của chú Tuấn Mã bằng sắt thì điểm nhấn đáng chú ý nhất là đôi chân trước được gắn lò xo giảm chấn. Phía chân sau là hai bánh xe đạp được đặt cố định có thể quay vòng nên hai chân trước có nhiệm vụ di chuyển, được điều khiển bằng cần tay. Thoạt nhìn từ xa con ngựa sắt này sống động y như thật, để làm ra một chú ngựa sắt này ông Trần Trọng Đức phải mất từ 2 đến 3 tháng. Đến nay, đã có 4 con ngựa sắt được ông Trần Trọng Đức xuất xưởng, khách hàng của ông không chỉ có trong nước mà còn có cả nước ngoài. Giá trung bình của một chú ngựa sắt này là khoảng hơn 60 triệu đồng. Ông Trần Trọng Đức còn được biết đến là một trong 17 nông dân tiêu biểu trong cả nước được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen là nông dân có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vào năm 2016. Chẳng gì thú vị bằng khi được cưỡi chú Tuấn Mã bằng sắt giữa con đường làng thơ mộng, làm con người ta hoài niệm về một thời xưa cũ không ngột ngạt hơi người và động cơ.